Xin chào tất cả các bác và anh em. Buổi chiều hôm nay thì em lại nhận được một chiếc vang số X5 của một chú em ở Phú Thọ. Và chú em này là khách quen, cũng là người bán hàng thường xuyên như vậy, mua vang số của em và gửi vang số đến căn chỉnh. Thì khi làm với chú này thì là cái effect nó khá tốt rồi, thì chú này là cũng biết một chút về vấn đề căn chỉnh để chú nắn chỉnh lại, thì là sẽ có một chiếc vang số mà lắp ghép với các cái bộ dàn khác nhau nó khá là tốt. Thì chú em này là khách quen mua của em rất nhiều vang số và mua về để mà lắp ghép với lại loa mic đẩy để mà bán cho khách. Thì hôm nay em nhận được chiếc vang số X5. Thì đối X5 thì từ xưa nay em làm rất là nhiều cho các anh em, và chú này chỉ cần như vậy là dựa trên cái phần effect của em làm tốt rồi nắn chỉnh thêm nữa là yên tâm. Thì em là cái người mà làm về vang số thì em cũng xem rất nhiều anh em bán hàng mà nhiều anh em hướng dẫn về vang số. Thế nhưng mà em thấy được nhiều cái là em cũng chẳng bình luận bao giờ đâu, nhưng mà em nhìn thì em biết mà. Nhiều khi anh em như vậy là không biết làm effect ấy, thì như vậy là có đến nhà nó không có tác dụng. Thế rồi cứ hướng dẫn các anh em về cái căn chỉnh equalizer nó cũng chẳng tác dụng. Đối với em thì cái equalizer thì em làm sau thôi, nó là phần phụ thôi. Thì đây là một chú em thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho em hai chiếc vang số, một chiếc là KB8000, nó là dòng vang số X5, và một chiếc là Audio King HS90B. Và hôm nay chú nhận được hai chiếc vang số mà em căn chỉnh lại. Đây là cái phản hồi của chú em mà nhận được hai chiếc vang số mà em căn chỉnh lại nhé. Một chiếc là KB8000, nó là dòng X5, và một chiếc là Audio King HS90B. Không có gì bằng các bác anh em mà sử dụng những chiếc vang em bán ra, hay là những chiếc vang mà em cài đặt lại cho các anh em, là có một cái hài lòng, có một cái sự hài lòng khi mà sử dụng những chiếc vang số ghép vào các bộ dàn khác nhau, mà nó đem lại được cái sự hài lòng cho các anh em về cái phần nhạc, phần mic và cái phần karaoke, tức là phần effect. Thì là đấy nó cũng là cái niềm vui của các anh em, mà cũng là cái niềm vui của cái người làm. Vang số là nó cực khó, cho nên em vẫn chia sẻ ấy, là nhiều anh em bán hàng ấy là kỹ thuật thì chưa nắm rõ, thế nhưng mà cứ nhập hàng lô hàng đống về như vậy là live stream bán hàng, trong khi như vậy vang số làm chưa thạo. Thì khi mà các anh em mua vang số của các cái đơn vị mà làm chưa thạo ấy, thì về nhà các anh em khó sử dụng, thì nó mặc cảm với lại cái việc mà như vậy là mua cái đơn vị đấy. Thế còn đứa em thì chẳng qua là bây giờ là cũng gọi trung niên lớn tuổi rồi, làm những cái nặng như là loa mic đẩy thì em cũng ngại làm. Túc tắc làm vang số để mà như vậy là phụ các anh em thôi, nó nhẹ nhàng vài cân, thứ hai đã ngồi một chỗ để mà căn chỉnh cho các anh em. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đem lại niềm vui cho các anh em này. Đây là hai chiếc vang số mà chú em này nói chuyện là vứt xó lâu lắm rồi. Chú này là có hỏi em nhé, trước khi mà gửi hai chiếc vang số này cho em ấy, thì chú này có hỏi em để mua vang số. Đây, các bác thấy rằng này, đây chú này là trước khi mà gửi cho em căn chỉnh ấy, thì là như vậy là hỏi mua vang số. Thế nhưng mà khi mà gửi cho em hai chiếc vang số thì đều có một cái kết quả rất là tốt. Thì cái mấu chốt là cái gì? Mấu chốt là cái effect ở trên vang số. Đây là trên dòng X5 này, các bác thấy rằng là ra đời rất là lâu rồi nhé. X5 thì có ở thị trường Việt Nam mình có hàng chục năm nay rồi. Thế rồi cái việc tinh chỉnh ở trên mặt máy hay trên phần mềm ấy, phần mềm thì rất đơn giản thôi. Giao diện phần mềm thì nó rất đơn giản, nó chỉ có so với nhiều loại vang số khác ấy, thì X5 thì rất đơn giản thôi. Music này, mic này, effect này, main này, canter, sâu răng súp, nó chẳng có cái gì cả. So với nhiều cái loại vang số khác ấy, thì dòng X5 là cái dòng vang số mà nó đơn giản về phần mềm, và cái tinh chỉnh trên mặt máy thì nó cũng rất là đơn giản, full chức năng trên mặt máy. Thế nhưng các anh em là cái người sử dụng, liệu các anh em có cái sự thẩm âm khi làm effect hay không? Liệu có sự thẩm âm khi làm effect hay không? Mà effect nó quyết định là đến 50-70% trên một vang số, và vang số nó quyết định 70-50-70% trên một hệ thống karaoke. Thế cho nên rằng là
em vẫn chia sẻ các bác anh em ấy là vang số sẽ quyết định. Và một cái điều kỳ diệu là em ngồi tại nhà tại chỗ mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số cho các anh em hay như vậy. Đấy là vấn đề effect. Cho nên là em khuyên anh em thợ trẻ ấy, là nếu muốn muốn bước vào nghề vang số ấy, là nên học thẩm âm khi làm effect đi. Học thẩm âm khi làm effect, chứ không phải là như vậy là dùng máy móc để mà đo cái đáp tuyến của loa. Cách đây ngày hôm qua nhỉ, buổi sáng qua thì em có cũng là một chiếc vang số X5 của một cái bác ở Hải Dương. Em có test thử như vậy là 8 loại loa khác nhau. Để như vậy các anh em thấy được rằng là cái đặc điểm ở trên loa ấy, thì nó chỉ có 5 giải âm thôi: trầm, trung trầm, trung, trung cao và chép. Thế còn trên vang số khi có effect vào thì bắt đầu là như vậy là nó mới thay đổi nhá. Đôi khi mình giả dụ cái effect như này, đôi khi như vậy là mình tăng cái thời gian của dì vật lên ấy, nó cũng làm mờ tiếng. Hoặc là tăng cái độ lớn của dì vật, nó cũng làm mờ tiếng. Hoặc là cái echo delay này mà tăng không đúng tầm ấy thì nó cũng không đẹp âm. Thế rồi vấn đề đầu ra nữa, cái tỷ lệ cho dì vật đầu vào đầu ra nó cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có 1% thôi thì nó đã khác rồi, chứ không phải quay dơ. Kể cả là em để quay dơ này về chế độ reset, nhưng khi làm effect tốt ấy vẫn dễ dùng. Cho nên tại sao mà bác thấy rằng là một người ngồi tại nhà, chỉ có ngồi ở nhà căn chỉnh thôi mà được một cái chất âm như thế này? Đấy là một cái mà vấn đề effect quyết định. Ngồi tại nhà căn chỉnh mà được như thế này, mà chú em này là đầu tiên là định hỏi mua vang số, rồi cuối cùng gửi cho em căn chỉnh, thì khi nhận lại thì có một kết quả như thế này. Có rất nhiều các anh em nhé, chứ không phải một loại đâu. Em thì hàng ngày là được các anh em gửi đến rất là nhiều loại vang số. Đây, chú em này là khách quen nhé. Bởi vì có thể là nhiều các anh em là không thể tin được, không thể tin được rằng một người ngồi tại nhà mà lại căn chỉnh như vậy là vang số hay như vậy. Đây, rất nhiều của các anh em hàng ngày nhé, không xuể đâu. Bác này là gửi cho em chiếc vang số là Theta K3 cộng. Bác này ở Hà Nam là mua một chiếc vang số Theta K3 cộng ở Việt Trì và gửi cho em. Thì tối hôm nay thì bác này bác hát, bác gọi điện cho em, rất là hài lòng ứng ý với lại chất âm mà em làm ở trên Theta K3 cộng nhé. Bác này ở Hà Nam này gửi cho em chiếc vang số Theta K3 cộng. Đây, các chế độ em làm ở trên Theta đây. Đây là các chế độ mà làm ở trên Theta K3 cộng. Rất là nhiều. Bởi vì là nhiều khi các anh em không thể tin được rằng là một người ngồi tại nhà tại chỗ mà căn chỉnh lại hay như vậy. Cho nên là em phải đưa thông tin để các anh em có thể tin tưởng. Gọi là bảo cái ông này, ông suốt ngày ông quảng cáo về vang số, khoe về căn chỉnh vang số. Đây, đây, các bác thấy rằng là đây là X12 nhá. Đây là chiếc X12 này. Đây là chiếc X12. Hàng ngày rất nhiều các anh em là có cái phản hồi về kết quả của việc căn chỉnh vang số. Cho nên em không phải nói quá lên đâu, không phải nói phét hay là như vậy là nói tâng nói bốc đâu. Cho nên rằng là nhiều khi em thấy anh em bán hàng là cứ dở ruột gan linh kiện ra để giới thiệu các anh em, thì em vẫn khuyến cáo các anh em ấy, cái việc mình xem thì mình vẫn xem, nhưng cái quan trọng là các anh em khi mua vang số các anh em phải xem người làm và xem phản hồi người dùng. Chứ còn nếu những cái ruột gan linh kiện nó chỉ là cái phần cứng của nhà sản xuất ra thôi, nó thì nó tốt thật đấy, nó hay thật đấy, nó bền thật đấy, nhưng mà nếu như căn chỉnh không tốt là như vậy khó dùng. Bởi vì karaoke ấy thì nó khác với nghe nhạc thế này. Nghe nhạc nó chỉ có check bass thôi, trầm trung check thôi, nhưng karaoke nó có effect vào thì bắt đầu nó mới thay đổi. Cho nên rằng là các bác anh em phải lưu ý như vậy. Karaoke là rất khó, là nó có effect, có echo revert, và khi có echo revert vào ấy thì như vậy nó sẽ thay đổi về cái chất âm. Thế còn trên phần cứng, giả dụ như là vang, thì nếu phần cứng tốt thì là nó bền, nó hay, nó sạch sẽ, chi tiết. Thế nhưng mà nếu căn chỉnh effect không tốt thì nó khó hát. Hoặc là loa, nếu như loa tốt thì là nó cũng đủ dài mà nó sạch sẽ, chi tiết, mềm mại.
dễ nghe, dễ nghe. Thế nhưng mà khi mà đưa cái tín hiệu từ vang qua đẩy ra loa mà vang làm không tốt ấy, thì nó làm như vậy hỏng chất âm của đẩy, của loa, của mic. Thế cho nên rằng là đây là một cái mà em gọi là giới thiệu quảng cáo về, cứ nói thẳng ra là quảng cáo về khả năng căn chỉnh vang số đi. Chứ nhiều đơn vị như vậy là nói dời nói bể, rồi hướng dẫn các bác anh em nhiều cái em nghe thì nó cũng chẳng có lý gì cả. Thế rồi là dùng máy móc để mà đo cái đáp tuyến của loa, bởi vì là cái máy nó có đo được cái cảm xúc con người đâu. Khi chúng ta nghe nhạc hay chúng ta hát ấy, là nó phải là cái cảm xúc của chúng ta từ đôi tai cảm nhận vào não, chúng ta cảm thấy nó như thế nào thôi. Chứ còn bây giờ như vậy là máy làm sao mà nó đo được, chẳng có cái máy nào mà làm được. Nếu máy làm được thì lại không không sinh ra thợ. Nếu máy làm được thì như vậy cứ đưa máy vào thì như vậy là có hàng hàng vạn hàng triệu người thợ làm được, thế nên nó rất là khó. Thì buổi tối nay em rỗi thì em chia sẻ các anh em và quảng cáo các anh em về khả năng căn chỉnh vang số. Chứ còn các anh em khi đi mua ấy thì các anh em nên lắng nghe đi, đừng xem cái người hát hay, đừng xem cái người mà giới thiệu quá nhiều về cái phần cứng, và đặc biệt là các anh em phải xem phản hồi của người dùng.